Môn bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu đắc nhiệm màu. Trong ngày một kiếp khó tìm cầu, con đang nghe thế chuyên trì tụng người tỏ Như Lai hiện nhiệm màu. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 406, kinh Hư Không Tạng Bồ Tát Thần Chú. Hán dịch mất tên người dịch. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ngụ ở núi Khư La Đế Gia, là trú xứ của các vị tiên thánh cùng vô số chúng đại tỳ kheo hội đủ, vô lượng vô biên các đại bồ tát như hàng xa. Bây giờ Đức Như Lai đại diện nói xong kinh Như Lai công đức, tức thì ở phương tây có ngọc báu như ý tự nhiên xuất hiện cùng với 100.000 ngọc báu Thích Ca Tỳ Lân Già. Dây quanh ngọc báu như ý kia phát ra ánh sáng tỏa chiếu khắp tất cả, khiến cho bốn thứ ánh sáng lớn của các hàng triệu người thanh văn bồ tát đều bị che khuất không còn hiện bày, chỉ cho ánh sáng của Đức Như Lai và ngọc như ý. Lúc này ánh sáng của Đức Thế Tôn càng thêm rực rỡ hơn. Còn trong chúng hội thì hết thảy chư vị đều không còn thấy nhau, cũng không thể thấy được về các phương hướng. Cùng mọi sự xuất chạm nơi sắc thân hình tướng là không thấy ánh sáng của mặt trời mặt trăng, các vì sao. Mắt không thấy màu sắc, tai không nghe âm thanh, mũi không ngửi mùi, lưỡi không biết vị, thân không có chạm xúc. Tâm và các pháp của tâm đều không có ngã, ngã sở. Chỉ còn thấy ánh sáng màu sắc nơi ngọc báu như ý và hào quang của Đức Như Lai, nơi pháp hội. Các vị Bồ Tát trụ ở địa thứ 10. Các Bồ Tát chứng đắc Tam Muội Thủ Lăng Nghiêm, các Bồ Tát đạt bậc nhất sinh Bổ Xứ, các vị Bồ Tát đạt được thân cuối cùng sẽ thành bậc Phật. Các vị ấy đối với sự việc trên tâm không sợ hãi, vì sao? Vì đã thông suốt thật tướng chân như của các pháp. Còn cho vị Bồ Tát khác, cái hàng thanh văn các chúng trời đồng già xoa Atula Kha Na La, cơ bằng trà tỳ xá già Phú Đơn Na Ca Tra Phú Đơn Na và nhân phi nhân hiện có trong chúng hội này thì đều kinh sợ. Những sự việc như vậy họ chưa từng thấy biết, cũng không biết hỏi ai. Bây giờ trong chúng hội có đại Bồ Tát tên Phạm Âm, từ toàn ngồi đứng dậy hướng về Phật nói kệ. Nghĩa chân thật các pháp, chúng sinh không thể biết. Mê mờ nơi sáu căn, thâm đắm các sắc ấm, không biết được một ấm. Tìm cầu nơi sắc tướng, nay có các chúng đây, nghi ngờ pháp của Phật. Xin nguyện Đức Thế Tôn, dạy nói tướng chân thật, để hiểu rõ việc này. Chúng nhẫn như hư không, bậc dũng mãnh thiền định, thân không thể luận bàn, ngọc ma đê như ý hiển bày trên đỉnh đầu. Báu Thích Ca Lăng Già bao quanh không rời xa, các chúng sinh vân tập dưỡng mạnh đạt bờ giác, nhờ có trí tuệ lớn bố đã gặp Thế Tôn. Biết nói pháp thâm diệu chắc chắn không còn nghi, nguyện xin Đức Thế Tôn an ủi cho chúng hội, việc làm của đại sĩ thành tựu nơi chúng sinh. Đức Thế Tôn liền nói kệ như lời ông đã nói. Nhờ thần lực Tam Muội, người nào có trí tuệ mới nghe sự việc này. Bồ Tát Hư Không Tạng, việc làm của đại sĩ, không nương chẳng hí luận là thần lực Tam Muội, trụ chấp nơi hai kiến, việc làm của người ngu. Do chấp thường, chấp đoạn, không hiểu rõ việc ấy. Đối với hai kiến đó, nếu mong muốn giải thoát, không nên đắm các dục, chấm chứng đắc các địa. Đức Phật bảo Bồ Tát Phạm Âm, này Tỳ Nam, Bồ Tát mới tu hành trước nên vì họ thuyết giảng, vì thực hành sáu pháp Bà La Mật khiến người ấy biết rõ tánh của bốn đại là pháp sinh diệt. Sau đó mới giảng nói về tất cả các pháp là không thể nói bày, không có tự tướng, không sinh, không diệt, không duyên, không thật có. Tất cả các hành cũng đều như vậy. Nếu có thể quán xét như thế thì xa lìa được nẻo thường đoạn và không còn sợ hãi. Đối với tất cả pháp không bị chi phối thì có thể sống viên mãn sáu pháp Bà La Mật là không vướng nơi hai kiến thường đoạn. Do thần lực của Phật nên khiến đại chúng trong pháp hội này mọi sự thấy nghe hiểu biết đều trở lại như trước. Khi ấy Đức Thế Tôn liền đưa cánh tay phải lên nói với đại chúng: Nay Bồ Tát Hư Không Tạng từ nơi cõi nước kia sắp đến. Thiền định của Bồ Tát ấy giống như biển cả, tịnh giới như núi, trí như hư không, tinh tấn như gió, nhẫn nhục như kim cang, trí tuệ như các sông Hằng, là ngọn cờ pháp của hàng Bồ Tát, là bậc dẫn đường cho người hướng tới Niết Bàn, là sông hồ phát xuất các căn lành, là bình báo đối với kẻ nghèo cùng, là mặt trời sáng đối với mọi người ở nơi chốn tối tăm, là ánh sáng cho bao kẻ lạc đường, là ngọn núi đối với người sợ hãi, là vị thuốc hay đối với kẻ bị bệnh phiền não, là thứ nước làm thanh tịnh các kiến chấp, diệt trừ các thứ ma oán, giống như ánh chớp xua tan sương mù, như thuốc asana đối với người phá giới, như mảnh đất sinh ra các căn lành, như dòng hoa trong các thứ hoa, như tấm gương soi chiếu rõ các hành ấy, là mắt sáng đối với người không biết khổ thẹn, là bậc lương y đối với kẻ bệnh tật, là người chỉ nghĩ, là dường nghĩ cho người mệt mỏi,
có thể em đem lại sự no đủ như trời thiên lợi, hay dứt trừ mọi thứ thiếu đốn, đói khát như ngọc báu nguyệt ái, là bậc thiền định soi sáng giống như ngọc nhật ái, là cỗ xe cho người hành đạo bồ đề, là ao nước mát cho người thiền định hiện bày diệu dụng, là dòng hoa cho người tu pháp trợ đạo, là quả vi diệu cho người thực hành các pháp ba la mật, là ngọc báu như ý chiếu soi cho hàng bồ tát mười địa, che mát cho người trụ vào tam bụi tu la nghiêm, như cây ba lợi chất đa la, giống như dao bén chặt các thứ trói buộc, rồi bỏ tập khế giống như kim cang, hay hàng phục ma oán, trí giống như lửa cháy rực, thân đó chính là pháp khí của chư Phật, là vòng hoa cho hàng chuyên giác, là y phục cho hàng thanh văn, là mắt sáng của chư thiên, là bậc dẫn đường cho loài người, là nơi nương tựa cho loài súc sinh, là chỗ quy về cho hàng ngạ quỷ, là pháp khí cứu khổ chúng sinh ở địa ngục, là chiếc xe của Bồ Tát nhằm phụ giúp giữ gìn cửa thành chánh pháp của chư Phật trong ba đời, đã có khả năng trang nghiêm đủ 10 pháp, 18 pháp bất cộng và nhất thiết trí của Phật. Bồ Tát ấy đáng được thọ nhận sự cúng dường tối thắng của tất cả chúng sinh, chỉ trừ Đức Như Lai. Chư vị đã đến hội này nơi gần gũi, tùy theo sức mình để cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, dùng vô số châu báu, cờ báu, lọng báu, hoa hương, chuỗi ngọc, sửa sang đường xá, trang hoàng sạch sẽ. Các ông không bao lâu nữa sẽ thành tựu các pháp khí như vậy. Bây giờ tất cả đại chúng trong hội đều từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng về phương nơi Bồ Tát hư không tạng sẽ đến, vui mừng đảnh lễ, chiêm ngưỡng không chán. Khi ở trong pháp hội, các đại Bồ Tát và đại Thanh Văn, các vua trời, vua rồng, Dạ Xoa Atula, Kalola, Kaunala, Mahola Già, các vị tiên trong đất Ngụ Thông đều nghĩ, chúng ta nên sắm đủ các vật dụng quý giá để dâng lên cúng dường Bồ Tát kia. Lúc đó đại Bồ Tát hư không tạng liền biến hóa, khiến cho thế giới Ta Bà này không còn các núi non, đồng trống, gò nổng, ao đầm, hang hốc, trừ bỏ các tiếng ác câu uế, bụi bặm hóa sinh các cây làm bằng bảy báu, hoa trái phát ra mùi thơm vi diệu, nơi cỏ cây đất đều thành bảy báu, mọi thứ bệnh khổ hiện có của tất cả chúng sinh cùng các thứ khổ nơi địa ngục thể đều được dứt trừ, mọi người đều có đủ y phục, đồ ăn uống, các thứ trang nghiêm đều tùy ý vừa lòng, thân sắc đoan nghiêm, các căn trọn vẹn, không còn phiền não, tâm được tịch tỉnh, ưa tu căn lành, tu sâu tâm bảo. Những người đến trong pháp hội, nên mỗi đôi tay của họ đều có ngọc báu như ý, mỗi một viên ngọc đều phát ra ánh sáng chiếu khắp thế giới Ta Bà, phát ra đủ loại tiếng nhạc trời. Trời lại tuôn mưa đủ các thứ y phục, chuỗi ngọc, hoa quả, các hương bột, đa ma la bạc, ngưu đầu chiên đàn đựng đầy nơi đồ quý. Hai bên đường hóa làm nhà báu giống như pháp đường của Đại Thích. Pháp đường đó có các thiên nữ xinh đẹp, giống như các thị nữ đẹp đẽ hòa tấu nhạc trời của vị tiên vương thứ sáu. Giữa hư không phía trên đỉnh đầu của Đức Thế Tôn có chiếc lọng báu lớn ngang dọc 100 cho tuần, dùng các báu để trang nghiêm như lọng hoa của Phạm Thiên. Các lưới báu dăng bày khắp bằng sợi tơ vàng, trân châu đang xen với nhau để phát ra tiếng nhạc. Những thứ cỏ cây, hoa trái, cành lá được sinh ra từ đất cũng đều phát ra nhạc trời. Vô số âm thanh ấy đều hiểu nói về chánh pháp đại thừa. Vô số pháp ba la mật, chúng sinh nghe đều không còn tái chuyển đưa đạo Bồ Đề vô thượng. Khi đó đại chúng trong hội thấy đại Bồ Tát Hư Không Tạng hiện ra sự trang nghiêm lớn, sinh tâm ưa thích, cho là điều chưa từng có để nói với nhau. Chúng ta nên đem vật gì trải phía trước pháp tòa của Đức Thế Tôn để làm chỗ ngồi cho Bồ Tát Hư Không Tạng. Bây giờ Đức Phật bỗng nhiên có đó hoa sen lớn xuất hiện ngang dọc 10 dặm, dùng bạc trắng làm cành, vàng rồng làm cánh, mà não làm đài, ngọc báu tỏa ánh sáng thanh tịnh làm tua, là có hàng trăm ngàn hoa sen như vậy vây quanh. Bồ Tát Hư Không Tạng ngồi kiết già trên đóa hoa sen lớn, nơi đỉnh đầu có ngọc báu như ý. Hàng quyến thuộc cùng đi với Bồ Tát Hư Không Tạng đều an tọa trên các đóa hoa sen kia. Lúc ấy Bồ Tát Di Lặc liền dùng kệ hỏi Bồ Tát Dược Vương: xưa nay các Bồ Tát, những bậc có tiếng tâm, trước lễ Đức Thế Tôn, sau đó nói an tọa, hôm nay các đại sĩ hay những việc trang nghiêm lại chẳng lễ Thế Tôn, liền ngồi trên pháp tòa. Đại Bồ Tát Dược Vương dùng kệ đáp lại: nay các đại sĩ ấy đã trụ sâu pháp Phật, không thấy có chúng sinh chẳng phân biệt thân mình. Bồ Tát Di Lặc dùng kệ hỏi: nếu không thấy chúng sinh tất trụ nơi thực tế, làm sao hiện trang nghiêm, xin giải đáp nghi ngờ.
Bồ Tát Dược Vương Dùng Kệ đáp: Bậc phương tiện dũng mãnh, bố thành tựu chúng sinh, phàm phu thường phân biệt, không hiểu nghĩa chân thật, chỉ biết việc thế đế, chân thống thật nên khổ. Bây giờ Thế Tôn bảo Bồ Tát Dược Vương: lành thay, đúng như ông nói. Tất cả hàng phàm phu không thể biết được về phương tiện hành hóa cùng sự giải thoát của một vị Tu Đà Hoàng. Giả như tất cả chúng sinh đều đạt quả vị Tu Đà Hoàng, cũng không thể nhận biết hết về phương tiện hành hóa và sự giải thoát của một Tu Đà Hoàng. Như quả vị Tu Đà Hàm, quả vị A Na Hàm, A La Hán cũng không thể biết được về phương tiện hành hóa và sự giải thoát của một vị Bích Chi Phật. Giả như tất cả chúng sinh đều là pháp già kiếp, là Bích Chi Phật, cũng không thể nào biết được phương tiện giáo hóa để thành tựu cho chúng sinh cùng đạt đến giải thoát của một vị Đại Bồ Tát chứng pháp đắc pháp nhẫn vô sinh. Giả sử tất cả chúng sinh đều cho đắc pháp nhẫn vô sinh, cũng không thể nhận biết được phương tiện hành hóa để thành tựu cho chúng sinh cùng đạt giải thoát của một vị Đại Bồ Tát đã chứng đắc Tam Muội Tu La Nghiêm, đạt các trí vô ngại, thông tỏ về định nhất nghĩa. Đại Bồ Tát hư không tạng đó đã trải qua vô lượng vô biên kiếp, đạt được pháp nhẫn vô sinh, các trí vô ngại, Tam Muội Tu La Nghiêm và thông tỏ về định nhất nghĩa, đã có thể biết được việc làm và các phiền não nơi tâm của chư vị trong pháp hội này. Đó có chúng sinh thấy được việc làm vi diệu trang nghiêm lớn, để an trụ vào địa ly dục bậc đại sẽ ở thế giới kia, để biến mất và hiện ra nơi cõi này với các pháp tam muội trí tuệ thần thông giống như hư không. Khi các chúng sinh sinh tâm chán lìa, sau đó lại hiện ra tam muội trang nghiêm ở thế gian, khiến cho vô lượng các loài đều thành tựu được pháp tam muội như vậy, không cùng giới hạn thanh văn Bích Chi Phật. Nếu Bồ Tát ấy hiện bày để nhất nghĩa và pháp nhẫn vô sinh trang nghiêm, thì tất cả hàng trời người cho đến hàng Bồ Tát tám trụ đều kinh ngạc, không thể biết được hình tướng của chỗ tạo tác được công đức thâm diệu của pháp Phật như thế. Bồ Tát kia dùng trí phương tiện ở trong biển pháp của thầy chư Phật, tâm không còn nghi ngờ, không nhờ người khác để nhận biết về pháp bí mật của tất cả đại Bồ Tát, giống như ngọn cờ pháp nổi bật có thể chỉ rõ cho chúng sinh nẻo an lành cùng con đường đi đến giải thoát. Có thể chữa trị thân bệnh cùng tâm bệnh phiền não của các loài. Nó có chúng sinh ở cõi sinh tử mênh mông, bị chìm đắm trong tà kiến, không biết nào hướng tới con đường an lành và phương tiện đạt đến giải thoát. Thường giúp tâm sân niệm danh hiệu Đại Bồ Tát Hư Không Tạng, cung kính đại bái, đốt hương ai già lâu, cúng dường cho Bồ Tát kia, theo đó tâm phiền não và tâm đã được điều phục do các căn lành được tụ tập từ trước. Hoặc cho trồng các căn lành nơi tam bảo, hoặc thực hành các phước nghiệp bố thí, phước nghiệp trì giới, phước nghiệp tu tịnh, tùy theo chỗ thích hợp trong lúc ngủ hoặc thức, dùng phương tiện lớn chỉ rõ đường chân chánh, nhờ phương tiện chánh trực nên mau chóng rời xa các hướng tà, kiến tà, hành tà, nguyện tà, tâm tà, niệm tà, hiến thân khẩu ý của chúng sinh ấy đi theo nguyện chánh, hành chánh, gặp bạn lành, mau chóng trừ phiền não xấu ác, lìa xa các cõi không tốt, không hủy hoại nhân lành, tâm được tự tại, an trụ nơi pháp nhẫn rất sâu xa. Và có chúng sinh bị đủ thứ bệnh nơi thân, điên cuồng loạn tâm, mắt không thấy sắc, miệng không thể nói, thân thể bại hoại, nên hết lòng xưng niệm danh hiệu Đại Bồ Tát Hư Không Tạng, đốt hương a già lâu hoặc hương đa già lâu, lễ bái cúng dường thì Bồ Tát ấy ở trong mộng hiện hình tướng các phàm thiên, hoặc hiện hình tượng Đế Thích, hình tượng Thiên Loại Thiên, hình tượng Tát La Bà Sa Đế Thiên, hình tượng Sát Đế Loại, hình tượng quan lớn, hình tượng cha mẹ, hình tượng nam nữ. Ở trước người đó tùy theo sở nguyện, chỉ cách sử dụng phương thuốc và các vật cần dùng, khiến người bệnh ấy nhờ đó bệnh được tiêu trừ, hoặc có người khuyến khích để dẫn cầu tài sản, nhờ vẫn cầu kiến thức sâu rộng, người ngồi thiền có trí tuệ, người cầu danh dự, người cầu đạt nghề nghiệp tinh xảo, người cầu có được xóm làng đông đúc, người cầu dòng họ tôn quý, người cầu thân tướng khỏe mạnh, người cầu về dòng họ, người cầu tiếng hay, người cầu quyến thuộc nam nữ, người cầu các phép bố thí trì giới cho đến trí tuệ, người cầu âm thanh vi diệu khiến chúng sinh thích nghe, người muốn xa lìa việc ác, người muốn cho kẻ khác trụ vào bố thí cho đến trụ vào trí tuệ, người muốn được sống lâu, người muốn nhiều của cải không mất nhằm khiến người keo kiệt tu hành xả, người phạm giới khiến trụ đi giới pháp, người biến trệ khiến tinh tấn, người có trí tuệ tà vậy khiến đạt trí tuệ chân chánh, người cho trụ nơi các thừa khiến trụ nơi các thừa, người tự mình cầu thừa thì khiến vì người khác cầu đạt các thừa, người không có tâm đại bi khiến họ quên thân mình và dốc vì chúng sinh dù phương tiện gì, khi chúng sinh ấy không thoái chuyển nơi đạo Bồ Đề cho thượng,
Rồi nơi phương tiện lớn là bốn tâm vô lượng, tất cả nên phải đảnh lễ cúng kính cúng dường Bồ Tát Không Tạng. Nếu ở chỗ vắng vẻ, ở trong vườn rừng, đốt hương Đa Già Lâu, hoặc hương Ca Đề A Nậu La, cho tay hướng về mười phương làm lễ đập chú. Ai có thể đọc tụng tại địa chú này thì Bồ Tát kia hoặc hiện làm thân người, hoặc hiện thân loài chim thú để chỉ dạy người ấy. Thì theo phước đức của người đó mà thuyết pháp, do đó một phương tiện, dùng một phương tiện có thể khiến trăm ngàn vô số chúng sinh trụ vào các thừa, hoặc trụ nơi thừa Thanh Văn, Thập Bích Chi Phật, để một ít phương tiện thích hợp an trụ nơi Pháp Đại Thừa. Vô thượng, không thoái chuyển, chứa được vô số Pháp Tam Muội tổng trì, cá địa các nhẫn. Bồ Tát Không Tạng có trí phương tiện lớn thân tụ tâm đại bi không thể nghĩ bàn. Chúng sinh có thể lường tính như biến Phật của hư không, nhưng không thể lường tính được trí phương tiện lớn và dự lực của Tam Muội thiền định đại từ đại bi để giáo hóa thành tựu chúng sinh của Bồ Tát Hư Không Tạng. Bồ Tát thành tựu các công đức lành không thể nghĩ bàn như thế. Nó có chúng sinh tâm ý ngay thẳng, không quanh co, an trụ vào chánh kiến, không cho mình hơn người, để xa keo kiệt ganh ghét, không còn dối trá, tâm được thanh tịnh, thì Bồ Tát kia khởi tâm thương xót, dễ dạy người đó siêng năng, đã bày các phương tiện chân chánh khiến chúng sinh ấy nhờ sức tinh tấn nơi phương tiện này rời xa các hoạn nạn, có thể phát tâm cầu đạo quả vô thượng chánh đại chánh giác, thì tất cả các căn lành ở nơi đạo Bồ Đề vô thượng không còn tới chuyển. Nhờ dự luật tinh tấn của phương tiện này, nó có thể tu tập đầy đủ rồi về sau các ba la mật sẽ là tinh tấn và trở thành tựu đạo quả vô thượng chánh đại chánh giác. Bồ Tát Hư Không Tạng đã thành tựu công đức thực hành tinh tấn, do chúng sinh không thể nghĩ bàn như vậy. Khi ấy Bồ Tát Di Lặc bạch Phật: Kính bạch Thế Tôn, vì lý do gì riêng trên đỉnh đầu của Bồ Tát Không Tạng có ngọc như ý mà các Bồ Tát khác không có? Đức Phật bảo Bồ Tát Di Lặc: Bồ Tát Không Hư Không Tạng ấy đã thành tựu tâm đại bi đối với các khổ ách, người phạm tội căn bản rơi vào nẻo ác, tiêu hủy các căn lành của mình. Bồ Tát là bậc thầy tuốt giỏi, hết lòng đối với trái chúng sinh tâm tối này. Bồ Tát là ánh sáng lớn, giống như mặt trời chiếu soi cho chúng sinh đang bị mê mờ. Nó có chúng sinh phạm tội căn bản trong tâm đầy dạy các nghi ngờ, khiến hủy hoại pháp khí mà mãi mất đi căn lành, chứ chắn đọa vào đường ác. Không chỗ nương tựa, chúng sinh xấu ác này bị người trí bỏ rơi, thì bậc đại sĩ kia có khả năng chỉ dạy con đường chân chánh để trừ diệt phiền não, khiến xa lì đường ác. Như có chúng sinh tham dục, giận dữ, ngu si, không cho không có nhân quả, không sợ quả báo nơi đời sau, tích chứa không nhàm chán, luôn luôn tham lam, ganh ghét cho đến chuyên làm 10 điều ác, cũng dạy cho người khác làm, thì đạo Bồ Tát Hư Không Tạng kia giống như thuyền bè, xe cộ có thể đưa đến nơi an lành và con đường giải thoát. Cho nên bậc đại sĩ ấy đã được tất cả các hàng trời người trong thế gian cúng dường, chỉ trừ Đức Như Lai. Bây giờ Bồ Tát Di Lặc thưa Bạch Thế Tôn, những gì là tội căn bản? Nó có chúng sinh phạm tội căn bản, mọi căn lành bị thiêu hủy, hơn đến nẻo xấu ác, vì việc mất hết sự an vui của hàng trời người, thì Bồ Tát Hư Không Tạng kia làm thế nào để di trừ được tội lỗi, để có được đầy đủ sự an vui nơi cõi lành và các chư cảnh giới giải thoát? Phật bảo Bồ Tát Di Lặc: Vua thuộc hàng sẽ đắc lợi có năm tội căn bản. Nếu vua thuộc hàng sẽ đắc lợi phạm tội này, thì tiêu hủy mọi căn lành, hướng đến nẻo xấu ác, vì việc mất hết sự an vui của hàng trời người. Nhớ như là năm, vua thuộc hàng sẽ đưa lợi, hoặc lấy vật dụng của Phật, của tăng bốn phương, và bảo người khác lấy, ấy là tội nặng thứ nhất. Hủy bán Pháp Thanh Văn, Pháp Bích Chi Phật, Pháp Đại Thừa, gây ra những trở ngại, khó khăn mà luôn che giấu, đó là tội thứ hai. Nếu có người có tính tâm xuất gia, cài bỏ đầu tóc, thân mặc pháp phục, hay trì giới hay không trì giới, nhưng bị vua bắt cởi bỏ ca sa, ép buộc hoàn tục, hoặc có lúc bắt bớ giam cầm, dùng gậy đánh đập hoặc giết chết, đó là tội thứ ba. Nếu tà tội ngũ nghịch như giết cha hoặc mẹ, giết a la hán, phá hợp tăng, tâm số ác làm thân Phật chảy máu, phạm một trong năm tội này, đấy là tội nặng thứ tư. Nếu vua hủy bán chánh pháp, không tin nhân quả, không sợ quả báo đời sau, luôn làm 10 điều ác, còn bảo người khác làm, tự mình gây tạo hoặc bảo người khác gây tạo 10 điều ác bất thiện, đó là tội nặng thứ năm. Nếu vua thuộc hàng sẽ đắc lợi phạm một trong năm tội này, thì các căn lành bị tiêu hủy, hướng tới nẻo xấu ác mà mãi mất hết sự an vui của hàng trời người, thì bậc đại sĩ kia vì kẻ xấu ác ấy mà hiện thân tỏ sinh vào dòng Lisa, hoặc hiện thân tướng oai nghi của Ba La Môn, hoặc
hình tượng uy nghi của Sa Môn. Vì vua thuộc hàng Sở Lợi mà giảng nói pháp thâm diệu chưa từng có của bậc nhất thiết trí, như các kinh, thần chú, các pháp nhẫn, các địa khiến cho vua Xác Đế Lợi bày tỏ ăn năn, giữ giới, hiểu rõ gia định tuệ, siêng năng thực hành để sinh nhiều quả lành. Hàng đại thần, các quan phụ chánh cũng có năm tội căn bản, như vậy là năm đại thần, các quan tệ tướng ấy đều lấy vật của Phật, vật của Tăng bốn phương, đó là tội thứ nhất. Nếu hủy hoại thành ấp sáu làng, giết hại dân chúng là tội thứ hai. Hủy ban chánh pháp như đã nói trên là tội thứ ba. Chỉ ba người xuất gia gây cho họ khổ não như trên đã nói là tội thứ tư. Tạo một tội trong năm tội vô gián, đó là tội thứ năm. Nó các đại thần, các quan thể tướng phạm một trong năm tội như đã nêu ở trên. Hạ tham văn cũng có năm tội căn bản, giống như là năm. Một là sát sinh, hai là trộm cắp, ba là tài dâm, bốn là nói dối, năm là tâm xấu ác làm thân Phật chảy máu. Hạ tham văn đối với năm tội này, nếu phạm một thì cũng giống như trên đã nêu dẫn. Bồ Tát mới phát tâm có 8 tội căn bản: hủy hoại pháp đại thừa, mất hết căn lành, hư đến nẻo xấu ác, mà mãi đánh mất sự an vui của hàng trời người, của đại thừa, luân hồi trong sinh tử, xa rời bậc thiện tri thức. Những gì là 8? Các chúng sanh này vì làm việc xấu ác nên sinh vào thế giới đầy năm thứ ô trược hiểm nạn, nhờ còn chút ít căn lành nên được gần quỷ bậc thiện tri thức. Được nghe kinh điển đại thừa ví dụ sâu xa, người ấy hết trí tuệ cạn cợt, căn lành mỏng manh, mới phát tâm cầu đạo quả vô thượng cho đại chánh giác. Bồ Tát mới phát tâm này được nghe kinh điển di diệu sâu xa như pháp không. Nghe như vậy rồi thọ trì đọc tụng và người trí cạn mà giảng nói nghĩa lý đã nghe, người kia nghe pháp này rất sợ hãi, liền thoái tâm Bồ Đề vô thượng, phát tâm cầu quả thanh văn. Như thế là Bồ Tát mới phát tâm ấy đã phạm tội căn bản. Do phạm tội nên dứt hết căn lành, hướng đến niệm xấu ác, mãi mãi mất sự an vui của hàng trời người và cảnh giới Niết Bàn, mất tâm Bồ Đề. Cho nên Bồ Tát trước phải biết rõ về tâm hành của chúng sinh, sau đó mới thuyết pháp theo thứ lớp. Ví như vào biển cả, phải đi từ cạn đến sâu, người vì người này nên Bồ Tát hư không tạng hiện thọ thân khắp mọi nơi, khiến cho Bồ Tát mới phát tâm kia tùy theo tội đã phạm lo sợ đọa vào đường ác. Nếu người ấy nghe danh hiệu của Bồ Tát hư không tạng, nghe rồi vui mừng muốn được thấy đại sĩ là sám hối tội lỗi đã phạm, thì vào cuối đêm đốt hương A Già Lâu và hương Đa Khư La, chắp tay cung kính xưng danh hiệu Bồ Tát hư không tạng, thì Bồ Tát sẽ tùy theo chỗ ứng hợp kia mà hiện đủ cái thân hình, hoặc hiện thân mình, hoặc hiện thân Phạm Vương, Đế Thích cho đến hiện thân nam nữ, ở trước mặt khiến cho Bồ Tát mới phát tâm ấy bày tỏ sự ăn năn về tội đã phạm, sám hối được tiêu trừ, là cũng vì họ mà giảng nói các phương tiện thâm diệu của Pháp Đại Thừa Vô Thượng, như các pháp tam muội, tổng trì, các nhẫn, các địa, khiến xa lìa mọi sự sợ hãi về đường ác, không thoái chuyển ở đạo Bồ Đề Vô Thượng, phát tâm đại tinh tấn giống như kim cang, thực hành sáu pháp ba la mật, sớm chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu Bồ Tát hư không tạng không hiện thân thì phải nên thỉnh cầu trời An Lâu Na: thưa Nam Mô trời An Lâu Na, vì đã thành tựu đại bi có ai lực lớn. Nếu khi thiên vương xuất hiện thì ánh sáng chiếu soi khắp cõi với Bồ Đề và chiếu sáng nơi thân con, vì con mà bạch lại với Bồ Tát hư không tạng, cho con ở trong mộng được thấy bậc đại sĩ chỉ dạy phương cách cho con sám hối tội lỗi nặng, phải được mất thánh trí tuệ của đại thừa. Khi thiên tử Anula xuất hiện ngay nơi giấc ngủ, Bồ Tát hư không tạng vì Bồ Tát mới phát tâm mà hiện thân ở trong mộng, thuyết giảng phương tiện trí tuệ lớn, làm cho người ấy ăn năn tỏ bày tội lỗi, cũng không quên mất tâm Bồ Đề, mỗi lần tam muội được vẫn nơi đại thừa, sớm đầy đủ sáu pháp ba la mật, không bao lâu sẽ chứng đắc quả vị chánh đẳng chánh giác. Đó gọi là Bồ Tát mới phát tâm phạm tội thứ nhất để được Bồ Tát hư không tạng cứu độ. Nếu Bồ Tát mới phát tâm nói với chúng sinh đối với đại thừa:
Các ông không thể tu tập được đủ pháp ba la, bát nhã ba la mật. Cô không có khả năng chứng đắc bồ đề vô tượng. Các ông nên mau phát tâm cầu quả vị thanh văn bích chi Phật mới có thể sớm rời khỏi sinh tử. Phần còn lại như trên đã nói, đó là tội thứ hai của Bồ Tát mới phát tâm. Lại nữa, nếu Bồ Tát mới phát tâm nói với mọi người, chư vị kiên trì giữ gìn giới luật đã làm gì? Hãy mau sẽ phát tâm Bồ Đề Giới Thượng đọc tụng kinh Đại Thừa. Nếu do phiền não mà tạo nghiệp bất thiện nơi thân khẩu ý, thì cũng đều được trừ diệt, không thọ quả báo. Phần còn lại như trên đã nói, đó là tội thứ ba của Bồ Tát mới phát tâm. Nếu Bồ Tát mới phát tâm nói với chúng sinh, này thì nam, chư vị không nên lắng nghe thọ trì kinh pháp của hàng thánh văn nên cất giấu đi. Vì sao? Vì không thể làm cho các vị đạt được quả báo lớn mà mãi đoạn trừ các phiền não. Phải nên thọ trì kinh điển Đại Thừa, khiến cho tất cả những việc ác của các vị sẽ được tiêu trừ, mau chóng chứng đắc Bồ Đề Vô Thượng. Nếu chúng sinh nào nghe theo lời này thì phạm tội căn bản, đó là tội thứ tư của Bồ Tát mới phát tâm. Lại nữa, nếu Bồ Tát mới phát tâm về danh lợi nên đọc tụng và nói kinh điển Đại Thừa, báo tôi là người Đại Thừa, thấy người khác được lợi lạc thì ôm lòng sân giận, đề cao mình, hạ thấp người khác, vì ganh ghét cho nên tự nói mình đã chứng được pháp hơn người. Người như vậy là phạm trọng tội đối với Đại Thừa, họ đến đèo sâu ác, bình viễn bị bỏ rơi, giống như người muốn vào biển lớn thì ngập báo, nên chuẩn bị thuyền bè rồi khởi hành, giữa đường thuyền bị vỡ nên đã mất mạng. Bồ Tát mới phát tâm cũng là như vậy, muốn vào biển Đại Thừa, vì ganh ghét cho nên nói dối, phá hủy thuyền chánh tín, mất thân mạng trí tuệ, là Bồ Tát như không khác cái hàng phàm phu vô trí, là phạm tội căn bản. Đó là tội cả thứ năm của Bồ Tát mới phát tâm. Lại nữa này thiện nam, trong đời vị lai sẽ có Bồ Tát mới phát tâm thực hành xuất gia hoặc tại gia thọ trì đọc tụng kinh điển, các pháp tam muội tổng trì, các nhẫn, các địa thâm diệu của bậc đại nhân, thực hành các việc trang nghiêm nơi kinh điển Đại Thừa, có tâm niệm như vậy. Những người khác dặn rõ các pháp ấy, nói, đó là những pháp ta đại chứng. Và lòng từ bi nên giảng nói cho các vị, chứ vì hãy tu tập không bao lâu sẽ tự thấy biết rõ về pháp sâu xa này. Người ấy nói là, người ấy không nói là mình, chỉ đọc tụng pháp sâu xa kia. Vì người khác giả nói, thực ra thì mình chưa chứng đắc mà nói dối, là mình là tự mình đã chứng đắc được pháp rộng lớn hơn biển cả của chư Phật Bồ Tát các bậc hiền thánh trong ba đời. Bây giờ có người đi qua vùng đồng hoang vắng, bị đói khát bức bách, rất mệt mỏi và thiếu thốn. Người ấy đi đến chỗ rừng cây tìm kiếm trái thích hợp để ăn, được trái chín ngọt mà không hái, lại hái nhầm quả độc, ăn vào liền bị mất mạng. Ta nói người kia cũng như thế, được thân này đã khó, gặp được bậc thiện tri thức và pháp Đại Thừa lại càng khó hơn. Vì tham lợi giữa nên tự khen mình, hạ thấp người khác. Người như vậy là đã phạm tội căn bản, hướng đến nẻo xấu ác, bệnh viện bị người trí bỏ rơi, không thể gần gũi với các hàng sát lợi, bà la môn, tỳ xá, thủ đà la và những người trí khác. Nếu ai thân cận với họ đều phạm tội. Đó là tội thứ sáu của Bồ Tát mới phát tâm. Này thì nam, trong đời vị lai, vua thuộc dòng sẽ đã lợi, có quốc sư tể tướng đại thần các quan lương y làm việc của hàng chi na la, là có người ngu si tự cho mình là sáng suốt, sinh tâm kiêu mạn. Những người như thế do có nhiều của cải nhật báu, thực hiện cái việc phước như bố thí vì đem của bố thí nên sinh tâm kiêu mạn buông lung, đến chỗ vua thuộc dòng sẽ đã lợi nói xấu các vị sa môn, để cho các vị sa môn nói xấu nêu tội lỗi của hàng vô quan, hàng chư quan có thế lực kia để xử phạt chiếm đoạt tài sản của những sa môn. Nó quay các tỳ kheo bị những người đó áp bức, liền đem các vật dụng của Phật của tăng bốn phương, họ vật dụng cũng chính mình đưa cho họ. Các chiên đà la kia được các thứ vật dụng ấy rồi phải đem dâng lên vua. Những người như vậy đều phạm trọng tội, đó là tội thứ bảy. Lại nữa, trong đời vị lai, có vua sâu ác, các hàng sa môn thuộc dòng chư na la
cho phi pháp là chánh pháp, xa bỏ kinh luật chánh giới, cũng không dựa theo chỗ thuyết giảng của các bậc đạo sư, vì tâm từ bi phân biệt đúng sai về giới nơi bát nhã ba la mật và giới nơi phương tiện thiền xảo trong các kinh khác, lại tạo ra những pháp mới để chi phối, làm rối loạn các tỳ kheo hành pháp, khi các tỳ kheo ấy không thể tu tập thực hành việc học hỏi về pháp quán là chỉ do làm các việc như thế, nên không chế ngự được các thứ cách xử phiền não. Các tỳ kheo kia đã mất tâm thiện, lại phá hủy oai nghi, biến nhát kiêu mạn, thật chẳng phải sa môn, tự xưng là sa môn, không tu phạm hạnh, tự xưng là phạm hạnh, không biết kiêng dè, còn lớn tiếng luận bàn, cũng như do có đầy đủ âm thanh nên khéo có thể giảng đạo pháp. Khi vua thuộc dòng sắc lợi, đại thần phụ tá cung kính cúng dường, hướng đến các hàng bạch y, dối nói các tội lỗi xấu ác của những tỳ kheo hành pháp, làm cho vua quan đại thần sinh tâm chê trách, rồi tịch thu các vật dụng nuôi sống của những tỳ kheo hành pháp đem cho tỳ kheo ở nhà. Những người như thế là phạm tội nặng. Vì sao? Vì tỳ kheo tu tập thiền định là rủng phước tốt nhất, là tam muội đà la ni, là pháp khí của các nhẫn các địa, có thể là ánh sáng tỏa chiếu về nói đạo chân chánh, có giúp các chúng sinh thoát khỏi mọi nghiệp chướng phiền não. Đức Phật vì Bồ Tát mới phát tâm cho đạt đầy đủ các pháp, nên giờ nói về tám tội căn bản này. Bồ Tát mới phát tâm đối với tám sự việc ấy, nếu phạm một tội thì các căn lành bị tiêu diệt, hướng tới nẻo ác, vĩnh viễn bị tổn hại, đọa lạc xa lìa nơi chốn an vui của hàng trời người, hủy hoại tâm bồ đề. Bồ Tát hư không tạng vì hạng người này, nên hiện thân ở khắp mọi nơi, hoặc hiện hình tướng uy nghi của bậc sa môn, cho đến hiện hình tướng của loài súc sinh oai vệ, giảng nói các kinh như Thủ Lăng Nghiêm và các chúng sinh, giảng thuyết các pháp tam muội đà la ni, các pháp nhẫn, các địa nơi các kinh sâu xa vi diệu của Như Lai, là cho người phạm tội kia tức pháp tức Bồ Tát mới phát tâm. Nếu không còn trí tuệ phương tiện, xin hộ thẹn sợ hãi, dốc lòng ăn năn tỏ bài sám hối. Nếu các chúng sinh nghe danh hiệu của Bồ Tát Hư Không Tạng, muốn thấy được bậc đại sĩ để sám hối tội nặng, vĩnh viễn trừ diệt các sợ hãi và cõi xấu ác, phải nên cung kính lễ bái xuân niệm danh hiệu Bồ Tát Hư Không Tạng, thì bậc đại sĩ ấy tùy theo diệu lực của phước đức mà hiện thân mình, hoặc hiện thân phạm vương đế thích, cho đến hiện thân nam nữ. Ở đức Bồ Tát mới phát tâm đã phạm tội kia để vị ấy được sám hối, là giảng nói các pháp đà la ni, tam muội, các phương tiện sâu xa của đại thừa chỗ thượng, làm cho người ấy an trụ vững chắc nơi pháp nhẫn pháp địa, hoàn toàn sẽ lìa các sợ hãi và đường xấu ác, không còn thoái chuyển ở đạo bồ đề vô thượng, có được diệu lực dũng mãnh của đại tinh tấn, giống như ánh chớp tu hành sáu pháp ba la mật mà nhớ thành tựu đạo quả bồ đề vô thượng. Nếu như Bồ Tát Hư Không Tạng không hiện thân cho người ấy thấy, thì Bồ Tát mới phát tâm, nếu đã phạm tội, phải vào cuối đêm hướng về phương Đông, đốt hương lễ bái, thỉnh cầu thiên tử Alona Thưa Nam Mô Alona Thiên, và đã thành tựu đại bi, có ai lực lớn. Nếu khi thiên tử xuất hiện thì ánh sáng tỏa chiếu khắp cõi giới phù đề và chiếu đến thân con, xin em lời nguyện của con tu với Bồ Tát Hư Không Tạng, là cho con được thấy bậc đại sĩ ở trong mộng, chỉ bày phương tiện cho con sám hối tội lỗi nặng, có mắt có được mắt thánh của trí tuệ đại thừa, lúc ấy ngay nơi chỗ ngủ đến khi trời Anola xuất hiện, Bồ Tát Hư Không Tạng đã bị Bồ Tát mới bắt tâm mà hiện thân ở trong mộng, giảng thuyết về phương tiện của trí tuệ lớn để Bồ Tát kia bày tỏ tội lỗi vì đã quên mất tâm bồ đề, mau chân đắc pháp tham muội, an trụ vững chắc trong pháp đại thừa, sớm tu tập đầy đủ sáu pháp ba la mật, không bao lâu sẽ chứng đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhờ có tinh tấn dũng mãnh và công đức lớn lao không thể nghĩ bàn như vậy, nên trên đỉnh đầu của Bồ Tát Hư Không Tạng có ngọc báu như ý. Này thì nam, nếu có chúng sinh nghe danh hiệu của Bồ Tát Hư Không Tạng hoặc giả hình tượng để cúng dường, thì chỗ ở của người này lửa không thể thiêu đốt, nước không thể cuốn trôi, bình đao không thể làm hại, không bị thương tích, không bị loại phi nhân hãm hại, không bị chết oan, không có hệ lụy nơi triều đình, không phạm tội nặng, không có tật bệnh, cũng chẳng chết đói,
lúc sắc mạng chung chỉ còn hơi thở thoi thóp, mắt còn không thấy sắc, tai không còn nghe âm thanh, mũi không còn ngửi mùi, lưỡi không còn nếm vị, tóc không còn xúc chạm, chỉ còn chút thần thức động lại nơi thân. Lúc ấy Bồ Tát hư không tạng liền hiện thân. Từ chúng sinh này ở trước đây đã thờ Phạm Thiên, thì Bồ Tát hiện thân Phạm Thiên. Trước đây đã thờ Ma Vương, thờ trời A La Diên, trời Ma Tổ La, tức đời Hoàng Nhân, Chuyển Luân Vương, Thiên Tử Nhật Nguyệt, Thiên Vương Đại Đầu Lại Trá, cho đến thờ cúng Thiên Vương Tỳ Sa Môn, thì Bồ Tát hiện các thân hình ấy trước chúng sinh kia nói kệ. Bốn thánh đế như vậy, người trí đã thấy rõ, do biết nơi sinh tử, nên độ chúng như biển. Khi đó chúng sinh kia ở trong ý thức đã nhận biết về pháp này, nên đều được sinh vào cõi lành. Nếu có chúng sinh tin kính Phật, thì Bồ Tát liền hiện thân Phật nói kệ. Chánh trí Phật thanh tịnh, vượt khỏi biển các hữu, mau chứng được các địa, sẽ lìa tất cả khổ. Chúng sinh được nghe những lời này, suy nghĩ về công đức của Phật chư Phật, nên sau khi qua đời, được sinh vào cõi nước thanh tịnh, không có năm tư ô trược, được gặp chư Phật hiện tại đang thuyết pháp. Niệm pháp, niệm tăng cũng như vậy, Bồ Tát hư không tạng đã thành tựu các công đức sâu xa, chẳng thể nghĩ bàn như thế. Nếu có chúng sinh muốn đạt được vô số tâm tự tại, nên vào cuối đêm, tắm rửa sạch sẽ, cung kính lễ bái Bồ Tát hư không tạng, khởi tâm từ bi đối với chúng sinh, thưa, xin nhớ nghĩ đến con. Xin cho con có được trí tuệ, được trí lớn, được đại từ đại bi. Xin Bồ Tát hư không tạng ban cho con phương tiện của niệm, định, liền lập chú. Đới điệt tha, độ khá nhiều yết la, na khe bạc xoa, chi la tam mộ, hiến la bà, đa lê đới na, yama kala, yama haka khóa di ka a, nổ, bạc thiềm bà tùm nhị rị đê a già la thiềm bà tùm rị đẻ bà xà lam thiềm bà tùm rị đê yết đề thân tùm rị đê a na ma tùm rị đê bồ đới câu tư tùm rị đê ta bà ha. Nếu thì tụng chú này liền được hội nhập vào phương tiện của niệm định. Lại nữa, nếu muốn đọc tụng các kinh luận của Phật thuyết giảng hoặc của đệ tử Phật thuyết giảng thì phải tắm rửa sạch sẽ. Ngoài ra như trên đã nói, liền đọc thần chú Đới Điệt Tha A Di La Xà Vĩ Kiềm Bồ Sa Sa Vĩ Dạ Bà Na Xà Vĩ Bạc Xô Na Xô Bà Mê Bạc Tra La Xà Sa Sa Tha Na Bà La Vĩ Sa Bà Đới là ca nặc hổ ma hổ ma ma ha ca tăng di ca bà bà ha. Như các người muốn ra biển lớn hoặc vào hang sâu tìm kiếm các vật báu lạ, người muốn uống thuốc thần tiên, người bị bắt rối, bị giam cầm, chịu hình phạt hoặc người sắp chết, người bị khổ sở do thương yêu phải xa lìa, oán khiết mà phải ở chung, lo sợ về nước lửa bên đau và các loài thú dữ như chó sói, sư tử, rắn độc, trộm cướp, bệnh lâu lành, cho đến thiếu thốn về ăn mặc, thì phải lễ bái, cũng như Đại Bồ Tát Không Tạng, phần còn lại như trên đã nói. Nếu các phương tử muốn cầu đạt vương vị hoặc cầu sống lâu, cầu qua đức, nơi hàng Bà La Môn, có ai đức nơi hàng cư sĩ, cầu nhà đạt nhà ảo thuật giỏi, cầu có danh tiếng, cầu có tướng mạo, đoan nghiêm, cầu tu tập thiền định, cầu được giải thoát, có chúng sinh đó nghe danh hiệu của Bồ Tát Không Tạng thì vào cuối đêm tắm rửa sạch sẽ, mặc áo sạch thơm, lên tòa ngồi chư tâm cầu thỉnh Nam Mô Bồ Tát Không Tạng, bậc có đại bi ban cho phước đức đại trí huệ được viên mãn. Bồ Tát ấy nhờ thiên nhĩ thông nên nghe được, tùy theo phước lực thuận hợp liền hiện thân. Vì Bồ Tát đó có trí tuệ, có trí phương tiện vĩ đại không thể nghĩ bàn như vậy, để đạt được các công đức lành, vượt qua biển pháp rộng lớn thâm diệu của chư Phật. Này thì Nam, hoặc có chúng sinh có thể tính biết được số giọt nước trong bốn biển cả, nhưng không thể biết được phương tiện đại trí của Bồ Tát Hư Không Tạng đã thành tựu đầy đủ cho chúng sinh,
hoặc có chúng sinh có thể lường tính được biên vực vô lượng vô biên của hư không, nhưng không thể lường xét được sự hiện bày vô số các thân của Đại Bồ Tát Hư Không Tạng để tạo mọi thành tựu cho chúng sinh. Họ hiện thân Phật, thân Bà La Môn, cho đến hiện thân súc sinh, hoặc hiện thân trong lúc thức, lúc ngủ cho đến lúc chúng sinh sắp mạng chung, chỉ còn một chút ít ý thức sau cùng, cùng vì họ mà hiện thân, diệt trừ nghiệp ác, xa lìa sự lo sợ và nẻo ác, khi an trụ vào được lành. Bồ Tát kia đã thành tựu các công đức thiện, phương tiện đại trí không thể nghĩ bàn như vậy, đã đạt được biện pháp sâu xa của chư Phật, nên trên đỉnh đầu có ngọc báo nhí. Bây giờ là chúng trình pháp hội, thấy các sự việc chưa từng có của Đại Bồ Tát Không Tạng, đã đều tôn trọng, chắp tay cung kính, dùng các bài kệ để khen ngợi tán dương. Lúc đó Bồ Tát Hư Không Tạng bước ra phía trước đảnh lễ nơi chân Đức Phật, thưa Bạch Thế Tôn, vì sao Đức Như Lai có thể ở trong cõi đời sở ác đầy thứ năm thứ ô trượt, chúng sinh bị cho mình làm cho mê mờ mà thực hiện các Phật sự Phật bảo này? Bồ Tát, ví như hư không, không nhiễm, không trở ngại, không có tâm tánh vốn thanh tịnh, tự do gió mưa bụi bặm mây mù che lấp nên không sáng tỏ được. Sau khi các nhân duyên không thanh tịnh tan diện thì bản tánh thanh tịnh của hư không hiện bày, liền thấy được mặt trời mặt trăng các ngôi sao, biết được sát na trong khoảnh khắc ngày đêm mùa năm. Như vậy này thì nam, như là đối với đệ nhất nghĩa không, tâm luôn được tự tại. Vì các chúng sinh bị vô số khách trần là phiền não làm ô nhiễm tâm họ, nên Đức Như Lai vì họ mà thuyết giảng chánh pháp, khiến cho tâm ô nhiễm trở thành thanh tịnh. Chúng sinh nào gặp được ánh sáng trí tuệ của Như Lai nên có thể thấu đạt cho nát pháp sâu xa của Phật, đó là bốn niệm xứ, tám chánh đạo cho đến an trú nơi 18 phép bất cộng, đại từ đại bi, đại công đức chủng trí. Cho nên có những vị A La Hán, Bích Chư Phật, Đại Bồ Tát Chư Phật Như Lai xuất hiện ở thế gian. Này thì nam, ý ông thế nào? Hư không nương vào mắt hay nương vào nhãn thức sinh ra xúc? Không phải, Bạch Thế Tôn, ý ông thế nào? Hư không nương vào mắt hay duyên vào xúc để sinh ra ba thọ? Không phải, Bạch Thế Tôn, tai, mũi, lưỡi, thân cũng như vậy. Này thì nam, ý ông thế nào? Hư không nương vào ý hay nương vào ý thức? Không phải, Thế Tôn, này thì nam, ý ông thế nào? Chúng sinh nương vào hư không hay hư không nương vào chúng sinh? Không phải, Thế Tôn, các pháp lần lượt không cùng nương nhau, mọi thứ đều không có chỗ hành, tất cả các pháp cũng đều như thế, không quán, không hành, đồng một tánh không, đều trở về tướng thực tế như như. Bạch Thế Tôn, với như hư không, không hủy, không hoại, không tánh, không tướng, không phân biệt, không động, không lay, không giống, không mầm, không quả, không báo, không có tướng sai khác. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát nó có thể tùy thuận quan sát về tướng của thể các pháp như vậy, đó gọi là ở trong pháp vô sinh đã chứng được pháp nhẫn vô sinh, liền nói chú: Đã điều tha, bà đàn đới, bà già, bát tệ, bà la xà, ma nổ xoa, dạ thị, na xà, dạ xà, na di ma xà, di ha la, ana, dạ phá la, cô phá dạ la, ba di, ma tỳ dạ tố, bà tước, thước, bà thước, na thước, ma na đới, đới, ca la, ma thước, ma ca, rị, ma đồ tỳ, sa thúc khả thước, ma rị đới đa dạ, kiết rị tước, đỗ tằng thân bạc di, ta bà ha. Phật bảo này thì nam, lành thay, lành thay. Ông có thể vì chúng sinh mà nói các nói chú, ly cấu sư tử, vô bộ khiếm khư này, khiến cho các chúng sinh khi sắp lâm chung, ý thức cuối cùng của họ sẽ lìa các chướng của phiền não, của nghiệp, của báo, được sinh về cõi Phật thanh tịnh. Ông cũng có thể ở trong vô lượng vô biên cõi nước, giữa các thành ấp sống lạc, chỗ ở của muôn dân, mà hiện đủ các hình tướng oai nghi, và các chúng sinh triết giảng kinh điển đại thừa thâm diệu, khiến cho vua hàng xét lợi hành theo Chí Na La và các người khác làm ác, mau đạt được pháp lành. Khi Đức Thế Tôn giảng nói pháp này, có chư lượng hàng trời người trên đất tam muội đã la đi, các pháp nhẫn cho nên an trụ nơi trí của mười địa, mười ngàn chúng sinh được pháp nhẫn vô sinh. Lúc này các tỳ kheo trong pháp hội, các chúng trời người A-tu-la nghe Phật giảng nói đều hết sức vui mừng, đảnh lễ và lui ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp cả để thử dạy chúng sanh ở trong thành Phật đạo.